lắm. Ôi, đây một búa chắc hết đâu. Làm cuốn miệng. Đấy, đi chợ đây. Vâng, bác cứ nấu cái này ăn nhé.
đang làm có lúa rồi. Vừa mới lên khỏi mặt đất. Vâng, đúng rồi, đây này là con chim nhím. Nhìn ghê hết luôn. Đáo nó chết ấy. Nhìn mắt nhìn còn không thấy luôn, nó phải nhím không thấy. Thế hai cái cò đâu. Đất nó tốt đấy bà, đất nó tốt, nó mới to như này đấy. Vâng, nó ẩm. Nó ngọt. Ăn được mà, ăn sống ngọt mà. Ngọt lắm này. Chẳng qua mình không ngọt đi, ngọt ăn sống ngọt mà. Người ta toàn ăn sống ở đấy thôi bà. Ăn vào tí là xuất khỏi một củ này mấy bữa. Úi rồi bán kém thế. Nhà cháu hai vợ chồng à. Nếu mà mang ngọt để một mình cho trẻ ra ba củ này ăn thôi, còn ông chịu cả nhà ăn phải ba củ này. Măng này măng đắng chứ, măng ngọt, măng ngọt đấy, măng ngọt đấy. Măng đắng nó không to như này đâu, măng đắng nó chỉ tầm này là to rồi, to tầm này thôi. Măng này măng bình ăn ngọt. Thêm một củ nữa. Wow, bà rất đều. Thật cân hạt đây à. Đều. Văn hóa ổng ăn đây chắc không đi, chắc là chín đi. Ngon lắm. Để được không nhỉ? Được, để được. Chị cứ để vào tủ lạnh nhé. Đừng cửa. Đừng cửa. Đừng cửa. Nếu mà chị để thì đừng bóc. Để đừng bóc. Để đi. Mới tinh luôn. Ngon, 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 ngon
Cứ đổ ụp đây là chúng ta không ở trong đây.